Trong buổi hội thảo hôm nay, tôi xin được chia sẻ về sản phẩm Tranexamic. Đây là sản phẩm kem bôi chứa 3% axit Tranexamic và công dụng chính của sản phẩm là điều trị nám da. Dịch bệnh COVID-19 cũng đã khiến cho rất nhiều chị em phụ nữ gặp phiền toái và lo lắng vì không thể tiếp tục sử dụng các liệu trình điều trị nám da trực tiếp tại các cơ sở y tế. Sau đây là chủ đề axit Tranexamic trong điều trị nám da dạng kem bôi. Nghiên cứu đầu tiên về điều trị nám bằng kem bôi cho kết quả tốt vào năm 2008. Quý vị có thể thấy trong các bức hình, da của bệnh nhân với liệu trình điều trị axit Tranexamic 2% kem bôi 2 lần một ngày, buổi sáng và tối, trong thời gian liên tục 3 tháng. Và các bức ảnh sau đây là kết quả nghiên cứu vào năm 2009 của tiến sĩ Steiner người Tây Ban Nha. Theo như tôi được biết thì các nghiên cứu này không chỉ được thực nghiệm trên da của bệnh nhân người châu Á mà còn áp dụng cho cả da của bệnh nhân ở khu vực Nam Mỹ. Bệnh nhân này đã điều trị với công thức kem bôi axit Tranexamic 3% 2 lần một ngày, buổi sáng và tối trong thời gian liên tục 3 tháng đã cho lại kết quả thật tuyệt vời. Và đây là bệnh nhân người Iran. Cô ấy đã điều trị liệu trình axit Tranexamic 3% kem bôi 2 lần một ngày trong 3 tháng và làn da đã có những kết quả cải thiện rất đáng kể. Với các liệu trình điều trị này, các bệnh nhân sẽ không thể nhìn thấy kết quả trong vòng 2 tuần đầu tiên. Nhưng sau đó, da sẽ được cải thiện rõ dần lên và kết quả thể hiện tốt nhất là sau 3 tháng điều trị. Và bây giờ tôi xin chia sẻ cơ chế hoạt động của axit Tranexamic trong điều trị. Như quý vị đã biết, thì tế bào mast được tạo ra từ tế bào sừng và gây cản trở sản sinh ET và cơ chế hoạt động tương tự trên tế bào nội mô, nơi axit Tranexamic hoạt động mạnh mẽ lên các tế bào máu, làm giảm các cơ chế viêm của hình thành tăng sắc tố. Tương tự với các nguyên bào sợi, tác động làm giảm các yếu tố SCF và gây ức chế việc tế bào mast sản sinh ra tyrosinase. Trên đây là cơ chế hoạt động cơ bản của axit Tranexamic trong điều trị nám. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các độc tính của axit Tranexamic. Khi sử dụng axit Tranexamic, liệu chúng ta có gặp các rủi ro về độc tính không? Vâng, câu trả lời là có. Nhưng theo các bản thông số DL50 khá cao thí nghiệm trên chuột dưới đây, thì độc tố ở mức rất an toàn và an toàn cho con người. Độc tính khi dùng lâu dài cũng rất an toàn. Điều cuối cùng nhưng quan trọng không kém là về độc tính của axit Tranexamic trong sinh sản và phát triển. Điểm lưu ý vô cùng quan trọng của axit Tranexamic là không gây biến chứng thai nhi. Do vậy, chị em phụ nữ vẫn có thể điều trị nám da bằng axit Tranexamic trong thời gian mang thai mà không có bất kỳ một rủi ro gì. Các thí nghiệm về độc tố di truyền và khả năng gây ung thư đều cho kết quả tuyệt đối an toàn. Trong phần này, tôi sẽ so sánh kết quả điều trị nám da chỉ bằng laser IPL với kết quả điều trị kết hợp giữa laser IPL và axit Tranexamic. Tôi luôn khuyến nghị rằng chúng ta không nên giúp bệnh nhân điều trị nám chỉ bằng các liệu trình tại nhà hoặc chỉ điều trị tại cơ sở y tế. Để giúp bệnh nhân đạt được kết quả điều trị tốt nhất mà chúng ta mong muốn, thì cần kết hợp đồng thời cả liệu trình điều trị tại cơ sở y tế cùng với các liệu trình điều trị chăm sóc da hàng ngày tại nhà. Quý vị có thể nhìn vào các bức ảnh sau. Đây là ví dụ về một bệnh nhân có sử dụng liệu trình điều trị chăm sóc da hàng ngày bằng sản phẩm axit Tranexamic 3% kem bôi 2 lần một ngày, buổi sáng và tối, chỉ ở má bên phải. Và đồng thời cả hai bên má, mỗi bên đều được điều trị bằng 4 đợt laser IPL. Và bức ảnh cuối cùng cho thấy má phía bên phải đạt kết quả điều trị tốt hơn hẳn so với má phía bên trái. Trong các bức ảnh sau, quý vị thấy hình ảnh phía trên là kết quả sau các liệu trình điều trị kết hợp và hình ảnh phía dưới là kết quả của liệu trình laser. Liệu trình điều trị kết hợp mang lại hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Do đó, tôi luôn khuyến nghị nên dùng liệu trình kết hợp để điều trị cho bệnh nhân. Đây cũng là thông điệp tôi muốn gửi tới quý vị. Hãy kết hợp các liệu trình tại nhà và tại cơ sở y tế và sử dụng sản phẩm Tranexamic Cream tôi đã đề cập sẽ giúp việc điều trị cho bệnh nhân đạt kết quả tốt nhất như mong đợi.